Hello 500 anh em. Và nhắc đến Cooler Master ấy, thì chắc là anh em cũng chả cần tình phải nói là họ làm cái gì nữa cả. Tại vì thực ra Cooler Master có thương hiệu rất là to và nó rất là gọi là hoành tráng với những sản phẩm tản nhiệt. Và năm nay thì Cooler Master ấy, họ sẽ cho thêm ra mắt thêm những cái sản phẩm của họ tận nâng cấp. Nếu như năm trước ấy, và từ trước về đấy thì họ vẫn trung thành với những cái sản phẩm LED 12V RGB, tức là các bạn chỉ có thể để được một màu một lúc thôi. Và bây giờ thì Cooler Master họ đã nâng cấp lên. Và đây, ba mã: Hyper 212 ARGB, Hyper 212 LED Turbo ARGB và Master EMA 610P ARGB. Và cả ba cái mẫu này thì đều được trang bị như tên của nó, đó chính là LED ARGB. Và nếu các bạn chưa biết ARGB là cái gì thì nó chính là cái loại giải LED mà các bạn hay gọi là LED cầu vồng. Và bây giờ xu thế mới, xu thế 2021 rồi. Thưa, cái xu thế LED cầu vồng nó từ năm 2020 cơ, nên bây giờ Cooler Master mới nâng cấp cho các sản phẩm của họ một cách đầy đủ nhất. Và đây, với cái việc và trang bị thêm LED thì giá tăng lên một chút và cũng có những cái cải tiến nhất định. Đây là cái ba cái mã khá là phổ thông. Đầu tiên là con 212 là dành cho các CPU như mình khuyến cáo các bạn để chạy từ i7 đổ xuống. Con 212 Turbo thì cũng được i7 nhưng các bạn có thể ép xung lên một chút. Và cao hơn nữa là chính là con MA610P, thì con này các bạn thoải mái có thể cân được i9 như mình đã test từ trước rồi và rất là nhiều, và có lẽ là mình cũng không phải test thêm nữa. Nhưng mà những cái cải tiến của Cooler Master năm nay trong cái sản phẩm này thì đầu tiên, thay vì dùng cái quạt MF120R, tức là con quạt nhìn nó sẽ hơi bị dành cho bạn thổi khí chứ không phải là dạng, bây giờ họ dùng cái quạt Cycle Flow. Anh em nào chưa biết thì cái thiết kế dạng quạt của Cycle Flow này trên cả ba mẫu nhá, nó đều mang lại cái lực áp gió lớn hơn nhiều so với cả thế hệ trước. Và ngoài ra, cái điểm mà hay nhất của quạt Cycle Flow này đánh giá thiết đó chính là cái lực áp gió này, và thứ hai đó chính là độ ồn. Độ ồn của Cycle Flow nó thấp hơn khá là nhiều so với thế hệ cũ, và vì vậy độ ồn thấp hơn nhiều thì các bạn sẽ có một cái hệ thống chạy nó mát mẻ hơn, êm ái hơn, đấy điều chắc chắn rồi. Và cái quạt này thì nói chung là đây cái cải tiến quạt mà mình thấy rất là đáng giá, và những chiếc tản khí họ cũng nên trang bị cái quạt này thay thế quạt dạng airflow thông thường. Tại vì quạt airflow ấy, thì gió sẽ bị tản ra tỏa loạn, trong khi đó những dạng quạt như là static pressure này thì nó sẽ đẩy gió thẳng trực tiếp qua những cái lá tản này, vì thế là mát sẽ tốt hơn. Đó là điều cải tiến đầu tiên trên tất cả các mẫu ARGB của Cooler Master. Cải tiến thứ hai, nếu mà trên hai cái mẫu này thì Cooler Master vẫn dùng với công nghệ Direct Touch cũ, tức là các bạn sẽ có những cái ống đồng áp thẳng bề mặt core CPU. Nhưng mà có một vấn đề xảy ra, đó chính là nếu các bạn biết ý, thì phần core CPU rất là bé, nên là các bạn thực ra chỉ áp được khoảng tầm 2 ống đồng và 2 chớm chớm một tí cái phần ống đồng này vào phần core CPU thôi, nên là hiệu năng tản nhiệt sẽ không thể tốt được bằng trên con MA610P này. Và con này Cooler Master đã họ đã nhận là cái sai của họ, nhưng mà họ chỉ nâng cấp cho các bạn cao nhất thôi, từ những các bạn mà giá thành nó hơi mặn mà một tí. Thì họ dùng một tấm đồng, tức là đồng này sẽ được phay rất là phẳng để có thể áp nhiệt toàn bộ từ bên trong phần core CPU và tản đều ra 6 cái ống đồng xung quanh này, và như thế hiệu năng tản nhiệt sẽ tốt hơn. Đây đem lại hai cái thì các bạn muốn hiệu năng thì đúng là con đời mới này với việc trang bị thêm quạt này, trang bị thêm cái tấm đồng này thì nó sẽ rất là mát hơn đời cũ. Và cái thứ hai, nếu mà các bạn với cùng một lượng điện, một cái khả năng làm mát của ống tản, thì những cái con thế hệ đời mới trang bị quạt Cycle Flow và những cái phần đế này nó sẽ cho các bạn một cái độ ồn hoạt động nó thấp hơn rất là nhiều so với cả các cái con thế hệ trước. Tại vì thế hệ trước phải chạy quá tốc độ cao hơn, tất nhiên là ồn hơn rồi. Nhưng vừa rồi mình là ba cái mẫu cơ bản, các bạn thấy một cái điều đó chính là nó sẽ dùng toàn bộ cái lá tản bằng màu kim loại. Và thực ra để cái màu này trong máy không để ý thôi, nhưng mà để ý nhìn rất là xấu. Và có một con mà để đến nãy giờ, đó chính là con MA612 Stealth ARGB. Đây là một mẫu tản nhiệt khí đắt nhất của Cooler Master hiện tại bây giờ. Và tại sao mình để con này cuối cùng? Tại vì nó có một cái rất đặc biệt, cái tên Stealth của nó này, đó chính là các bạn có toàn bộ cái màu đen xì và nhìn rất là ngầu. Là có một cái tờ giấy hướng dẫn, hai cái hướng dẫn Cooler Master này. Đây là toàn bộ phụ kiện. Cooler Master cho chúng ta backplate đây thì màu đen là chắc chắn rồi, dây cũng màu đen nhá. Và cái phần clip để kết nối ấy, thì các bạn sẽ có gọi là cái màu, nó gọi là màu black nickel, nhưng mà mình cũng có lại màu hơi xám đậm. Và các bạn có được đi kèm một cái bộ control để điều khiển đèn LED mặc định của Cooler Master. Bộ này nếu mà các bạn mà chưa có main, các bạn không có kiểu ARGB thì các bạn cắm cái này vào và chỉnh đèn LED. Nhưng mà mình thấy main bây giờ mà các bạn đã mua cho con tản khí hơn 2 triệu thì kiểu gì chả có. Đây chắc là đề phòng cho các bạn dùng cái hệ thống cũ mà thôi.
Rồi, phụ kiện. Ok, cộng 1 điểm tại vì màu rất là tối, phù hợp với cái tông màu đen này. Cái này không ăn được. Đây, chính là con Cooler Master MA612 Stealth ARGB. Bây giờ mình sẽ tháo hết tất cả hai cái này ra. Cooler Master cho các bạn hai quạt. Và hai quạt thì luôn luôn nó là một cái trang bị tối cần thiết cho các cái bộ tản nhiệt rồi. Cooler Master đã phủ sơn đen toàn bộ, từ cái phần ống dẫn nhiệt cho đến cả phần blade này và toàn bộ lá tản đều được phủ sơn đen. Chỉ duy nhất có lẽ hai con ốc này. Và thực ra cái này rất là đẹp. Ai nhìn bất kể một cái tản nhiệt khí nào màu đen toàn bộ nhìn cũng rất đẹp. Nhưng mà tại sao bây giờ Cooler Master mới làm màu đen? Mình nghĩ thì vấn đề nó chính là nằm ở cái phần ống dẫn nhiệt này. Cách mà tức đây là những cái ống được bịt kín hai đầu, bên trong chứa không khí hoặc là chất lỏng để các bạn có thể truyền nhiệt từ bên dưới này lên trên. Nhưng mà cách tốt nhất để các bạn có thể dẫn nhiệt từ một cái tấm plate này chính là hàn như thế này. Nhưng mà làm sao để hàn mà nó không nổ? Tại vì nếu các bạn biết trong này nếu mà không khí mà có chân không ấy mà các bạn hàn phát là nó nổ đấy. Nên là rất là khó để các bạn gọi là thêm một cái lớp, thêm sự phức tạp khi mà các bạn phải phủ sơn toàn bộ tất cả cái lá này, phủ sơn toàn bộ cái ống màu này. Và làm sao phủ sơn như mình thấy là Cooler Master họ phủ rất là kín, đến tận kể cả chân của những cái phần chỗ hàn này cũng rất là kín và không hề bị khở sơn một tí nào cả. Và đây là những cái cần chi tiết nhỏ nhặt mà Cooler Master họ làm rất là tốt. Cái phần clip bắt vào thì mình cũng chả có vấn đề gì mà có thể gọi là chê trách được nữa. Và với cái chiều cao này thì Cooler Master đảm bảo là họ có thể, đây mình sẽ xem chiều cao con này, mình nhớ đó còn tầm 165. Chiều cao của chiếc MA612 này sẽ là Hissing Dimension 158 rồi. Các bạn có thể thoải mái gắn các cái mid tower hiện tại được. Nó không quá cao đến mức 180 thì các bạn có thể gọi là bị cấn. Nhưng mà con 188 này các bạn gắn cây tầm trung là thoải mái. Và Cooler Master họ rất biết làm chiều cao chứ. Và nhìn nó rất là đẹp. Và bây giờ sau khi mình đã unbox hết tất cả hai cái này rồi thì chúng ta đến một cái phần rất hay, đó chính là phần test hiệu năng. Và trước khi test thì mình phải lắp vào đã. Thì các cái clip Cooler Master thì có lẽ là trước giờ vẫn không có gì khác cả. Nhưng mình vẫn sẽ mở hướng dẫn cho các bạn. Bây giờ mình sẽ bật lên. Đây nhá, các bạn sẽ có cái đèn LED ở phần quạt rất là đẹp. Rồi, và nhìn chung với thời cái việc lắp vừa rồi ấy, thấy nó khá là dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Và với cái con CPU ở dưới đang là con 10900K. Đang là con 10900K thì mình sẽ thử nghiệm với ba bài test đầu tiên. Đó chính là mặc định các bạn dùng con 10900K với cả không bật một cái gì trong BIOS của ASUS cả. Tức là chạy một cái chế độ mặc định, khi mà các bạn chạy Brave 95 ấy thì nó chạy AVX, cái thiết bị tụt sùng xuống. Và cái đấy là cái khi các bạn mua 10900K về, các bạn có nào các bạn dùng thế. Thứ hai, đó chính là các bạn sẽ dùng 10900K với full công suất của nó. Tức là bật cái ASUS Multicore Performance Enhancement, tức là bỏ mọi limit và khi đấy lượng điện tiêu thụ của con 10900K nó lên khoảng tầm hơn 200W. Và đây là một con số rất là lớn. Và nói chung là cái này mình nghĩ là có thể chịu được. Và cái thứ ba đó chính là test gaming cơ bản. Thì đấy, mình sẽ thử nghiệm 3 bài test đấy, xem là hiệu năng nhiệt độ của cả 4 con tản này ra sao. Và ở cái mức Pride 95 Small FFT mà bật hết tất cả lên ấy, thì mình nghĩ là chỉ test được 2 con cao nhất, đó chính là con MA610 này và MA612 thôi. Còn hai con bé kia thì mình nghĩ nó cũng không, chả ai mua hai con đấy về để chạy 10900K từ cái mức đấy cả. Đầu tiên ở thử nghiệm gaming nhẹ nhàng thì cả 4 mẫu tản đều vượt qua thử nghiệm này. Với mức nhiệt cao nhất chắc chắn là sẽ ở mẫu 212 ARGB rồi. Điểm đáng chú ý là mức chênh lệch giữa mẫu 212 LED và các mẫu MA610P cũng như MA612 là không nhiều. Nhưng mà nhìn chung thì do là cái tổng thể về cái profile quạt của những mẫu MA612 và 610 khác, nên là nhiệt độ trung bình của cả hai mẫu này đều thấp hơn so với cả 212 LED Turbo.
Tiếp theo với Pro 95, đầu tiên mình tắt đi tính năng ASUS Multi-Core Enchantment, tức là CPU chỉ hoạt động khoảng tầm 4,3 GHz khi mà chạy Pro 95 Small FFT thôi. Và mức TDP khoảng tầm 125W thì tất cả 4 mẫu tản nhiệt vẫn đều vượt qua một cách khá là ngon lành. Và đặc biệt phát hiệu năng của 212 LED Turbo là gần như là tương đồng với 610p và 612 Stealth ARGB. Có vẻ như là do kích thước lớn cũng như là cái tốc độ quạt rất là cao của 212 LED Turbo nên nhiệt độ khá là ổn định. Tiếp theo là mức xung cao nhất của 1900K các bạn có thể đạt được khi mà mua về dùng bình thường, đó chính là bật tính năng ASUS Multi-Core Enchantment. Lúc này thì xung đẩy lên khoảng tầm 4,9 GHz khi chạy Pro 95 cũng như TDP khoảng tầm 210W. Và khi đây thì cái mẫu 212 ARGB đã chạm ngưỡng khoảng tầm 90 độ C và mức này nói chung là khá là nóng. Còn lại như 212 LED Turbo, 610p hay là 612 Stealth ARGB đều đạt mức nhiệt độ là dưới 90 độ và loanh quanh khoảng tầm 85 đến 87 độ mà thôi. Và mức nhiệt của 212 LED Turbo vẫn khá tốt khi mà so với hai mẫu tản có giá đắt gần như gấp đôi. Có lẽ bởi vì profile quạt của 212 LED Turbo mình đã nói nó chạy rất là nhanh và rất là khá là ổn so với hai mẫu trên kia. Cuối cùng mình có ép xung thử nhẹ nhàng lên 5,0 GHz thì hơi bất ngờ. Đó chính là 212 LED Turbo lại tiếp tục dẫn đầu bảng khi mức nhiệt tối đa là khoảng tầm là 89 độ. Trong khi đó thì mức nhiệt khi mà mức idle và chạy trung bình ý, thì của 612 và 610 sẽ thấp hơn so với 212 LED Turbo. Và điều này mình cũng nghĩ là do profile quạt thôi, cũng không có gì đáng kể cả. Nhưng mà nhìn chung mình ấn tượng nhất đó chính là với hiệu năng của 212 LED Turbo khi nó bám đuổi rất sát với cả hai đàn anh của mức giá cao hơn rất nhiều. Và Cooler Master đã cho chúng ta được cái sự nâng cấp khá là đáng giá cùng với nâng cấp giá tiền. Đó chính là đầu tiên là quạt với hai cái mẫu và giá phổ thông chúng ta có sự nâng cấp quạt rất là đẹp. Hai cái mẫu đắt tiền hơn chúng ta có nâng cấp với cái plate ở phía dưới sẽ mát hơn và cái quạt nó sẽ êm ái hơn. Và mình không biết là Cooler Master họ có ngưng sản xuất những cái sản phẩm đèn LED cũ của họ rồi, đèn LED 12V không. Nhưng mà với mình những cái sản phẩm nâng cấp này Cooler Master là khá là đáng giá và đáng là cho anh em nếu mà anh em cần đèn LED màu mè sặc sỡ hơn thì ổn và hoàn toàn hai cái mẫu tản nhiệt cao cấp nhất này có thể mua về và chạy thoải mái với Core i9-1900K mà không gặp vấn đề gì cả. Và anh em thấy bốn cái tản mới Cooler Master thế nào thì anh em có thể cho mình biết trong phần comment nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.